Dạ vâng, xin chào các bạn Jesus fan yêu quý của Belo Lê Thái Tổ trên cả nước, và rất là vui khi tiếp tục gặp lại các bạn trong buổi livestream ngày hôm nay tại Belo Lê Thái Tổ. Và trong buổi livestream này thì chúng ta sẽ cùng nhau đập hộp một phiên bản có thể nói là một cựu binh của G-Shock đã rất là quen thuộc của chúng ta rồi, đó chính là một chiếc G-Shock AW591BB1A. Và trải qua rất là nhiều năm tháng chinh chiến tại thị trường Việt Nam thì AW591 luôn luôn là một chiếc G-Shock bán rất là chạy, và nay thì AW591BB của chúng ta comeback với một số lượng rất là lớn tại Belo Lê Thái Tổ cùng với cả cái chế độ bảo hành 5 năm, thì chắc chắn nó sẽ vẫn luôn luôn là một chiếc đồng hồ rất là giá trị và rất là đáng mua cho các bạn G-Shock fan có cổ tay khoảng 15cm và cổ tay nhỏ khoảng 15cm hoặc 14,5cm. Các bạn có thể tự tin diện cho mình những chiếc đồng hồ G-Shock với phiên bản AW591BB1A này, hoặc là các bạn cũng có thể tham khảo thêm cái chiếc G-Shock GA800BL mà mình có đập hộp ở trong video clip trước. Các bạn có thể đeo hai dòng này, AW591 hoặc là GA800. Về G-Shock của tay nhỏ thì chúng ta cũng sẽ có một số các cái dòng khác chúng ta có thể cân nhắc, như là GBA800, GBD800, hay là nó có rất là nhiều, và Belo cũng sẽ có một những cái video và những cái bài viết mà tổng hợp để giúp cho các bạn của tay nhỏ chúng ta có thể thỏa sức lựa chọn, và rất là nhiều những cái bộ sưu tập để cho các bạn lựa chọn. Và chúng ta sẽ không chỉ có những chiếc đồng hồ G-Shock với vỏ lớn không mà hầm hố không, và chúng ta cũng có những chiếc G-Shock nó rất là gọn để cho các bạn có thể xả sức trên tay. Ok, và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đập hộp chiếc AW591BB1A, chiếc G-Shock cho cổ tay nhỏ nha. Vâng, và nói qua một chút về cái thông tin về cái kích cỡ của AW591BB để cho các bạn có thể tự so sánh là làm sao mà nó lại vừa cho cổ tay nhỏ. Các bạn có thể dễ dàng tra khảo những cái thông tin về các bạn có thể rất dễ dàng tìm kiếm các thông tin từ nhà sản xuất mà Belo có chuẩn bị sẵn cho các bạn ở trên website belo.vn. Các bạn ví dụ là các bạn chỉ cần nhập cái AW591BB1A này ở lên trên website là chúng ta sẽ có đầy đủ giá niêm yết này, là 3290 này, giá giảm này, và các cái chương trình cũng như là các cái hình ảnh thực tế mà Belo đã chuẩn bị sẵn cho các bạn. Chúng ta sẽ có kích cỡ, kích thước vỏ là 52 cho chiều cao này, 46 cho chiều ngang này, và 14,9 cho độ dày. Và một lát nữa thì mình sẽ đưa ra hình ảnh thực tế cho các bạn để các bạn có thể dễ dàng hình dung hơn. Xin chào bạn Ninh Ngấu, và rất là cảm ơn sự ủng hộ của bạn. Vâng, rất là đẹp, và chúng ta sẽ cùng mở hộp ra nha. Ok, và AW591BB1A của chúng ta sẽ gồm có những cái phụ kiện rất là mới với thẻ bảo hành 5 năm. Và ở đây chúng ta sẽ có bảo hành 5 năm cho mọi những chiếc đồng hồ G-Shock, mà không kể là đắt hay rẻ thì chúng ta sẽ luôn luôn nhận được cái chế độ bảo hành 5 năm rất là tuyệt vời từ phía nhà phân phối cũng như là hãng Casio G-Shock tại Việt Nam. Dạ vâng, và xin chào bạn Sơn Đoàn. Mình xem cái crazy color trắng xanh đỏ có không bro? Trắng xanh đỏ thì các bạn có thể tham khảo mẫu GA110MC. Đây là một mẫu full color và crazy color cực kỳ là đẹp, và nó cũng là một những chiếc cuối cùng mà nằm trong cái đợt ra mắt đợt này. Và Belo cũng vừa mới về được cái lô mà có GA110MC để cho các bạn tham khảo, và các bạn thích crazy color, và đặc biệt là bạn Sơn Đoàn thì các bạn có thể tham khảo mẫu đó nha. Các bạn chỉ cần gõ GA110MC ở trên belo.vn là chúng ta có thể thấy ngay. Dạ vâng, bé Hoàng. Vâng, và với dây trong suốt thì chúng ta có thể, các bạn có thể chọn ngay cho mình mẫu GA700SK này, cũng đã sắp hết hàng rồi này. Rồi ngoài ra thì chúng ta sẽ có DW6009SK, DW5006SK sắp về này, và chúng ta sẽ còn có cả GA110CR7 nữa, cũng sắp về nữa. Đó, và tốt nhất thì để tư vấn cho nó chính xác vì mình không có được cái bảng tồn trực tiếp ngay ở đây, thì bạn có thể inbox lại cho fanpage G-Shock VN, thì các bạn chăm sóc khách hàng của Belo sẽ có bảng tồn chính xác để có thể tư vấn cho các bạn những cái mẫu mà các bạn yêu cầu. Ok, vâng ạ, và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với AW591BB1A, một chiếc phối màu black basic full đen all black rất là đẹp dành cho cổ tay nhỏ nha. Bảo hành 5 năm, chúng ta sẽ có sách bảo hành quốc tế với những thông tin
của những cái đối tác bảo hành quốc tế nằm trên toàn cầu của Casio G-Shock, và đây là những cái đối tác chính thức. Và nếu mà các bạn có đi du học thì chúng ta cũng có thể giữ lại quyển sách này để chúng ta có những cái thông tin chính xác về những cái đối tác bảo hành của Casio G-Shock trên toàn cầu. Và điều đặc biệt là các bạn chỉ duy nhất là tại Việt Nam thì các bạn mới được bảo hành 5 năm, còn ở trên thị trường quốc tế và đa phần trên thị trường quốc tế là người ta chỉ bảo hành tối đa là 2 năm, ví dụ như là châu Âu thì bắt buộc phải là 2 năm rồi. Nhưng mà không ở đâu có chế độ bảo hành tuyệt vời như ở Việt Nam hiện nay là 5 năm từ các bạn. Và trong thời hạn 5 năm đó thì các bạn sẽ được thay máy mới ngay lập tức khi mà các bạn có những vấn đề về kim hay là về màn số hay là bị vào nước, rất là tuyệt vời các bạn. Vâng, và mở hộp ra thì chúng ta sẽ có một chiếc hộp thiếc mà được rất là nhiều các bạn đi dốc fan của chúng ta ưa chuộng. Chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng user guide cho module 4778, rất là quen thuộc với các anh em đi dốc fan kỳ cựu của chúng ta rồi. Đó, mở hộp ra nha. Chúng ta các bạn G-Shock fan có hay theo dõi fanpage của Belo thì các bạn có thể thấy là khá là lâu rồi thì chúng ta mới thấy AW591BB lên sóng. Vâng, và để không để các bạn chờ lâu nữa, xin chào các bạn với phiên bản All Black của dòng AW590 591, AW591BB1A, một chiếc All Black với hiển thị giờ, kim số hỗn hợp, kim dạ quang và đèn tự động cực kỳ là tuyệt vời của chúng ta. Các bạn có thể thấy ở đây, chúng ta sẽ có đầu tiên đập vào mắt của chúng ta ngoài cái giờ ký hiển thị giờ kim số hỗn hợp với kim giờ và kim phút, kèm với bốn cái màn digital, bốn cái màn số liền, thì chúng ta sẽ có hai cái giờ kim là giờ số là giờ phút và giờ kim giờ và kim phút này, để giúp cho chúng ta hiển thị song song kim số hỗn hợp. Và chúng ta sẽ có một cái size, ngoài cái kiểu hiển thị ra thì chúng ta có thể thấy là chúng ta sẽ có một cái size nó rất là vừa phải. Ở đây chúng ta sẽ có 52mm cho cái chiều cao của cái vỏ benzen này. Đây, ở từ hai ngón khoảng cách giữa hai ngón tay mình đây là 52mm này. Chúng ta sẽ có 46,4mm cho bề ngang. Và nếu mà các bạn có thể để ý là khi mà 46mm cho bề ngang này thì nó sẽ bao gồm cả hai cái G này, thì thực chất thì màn của đồng hồ của chúng ta nó chỉ rơi vào khoảng tầm 38cm mà thôi. Do đó thì các bạn có khoảng cổ tay khoảng 14,5-15cm trở lên thì chúng ta đeo rất là đẹp. Và 14,5-15cm là những cái size cổ tay rất là nhỏ rồi. Và thực tế khi mà Belo bán hàng thì các bạn cũng sẽ thấy trực tiếp là khi mà các bạn lên tay chẳng hạn thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là vừa tay khi mà chúng ta đeo mẫu AW590 hay là 591 nói chung này. Chúng ta sẽ có tổng trọng lượng của AW591BB1A của chúng ta là 58g. Đây là một trọng lượng khá là nhẹ so với các mẫu đồng hồ G-Shock khác. Ví dụ như là G-Shock GA100 chúng ta sẽ có trọng lượng khoảng 80g đến 100g. Thì ở đây chúng ta sẽ chỉ có 58g mà thôi. Đây là một trọng lượng rất là nhẹ để giúp cho các bạn có thể thoải mái đeo lâu trong khoảng thời gian dài. Và nó cũng có một cái trọng lượng tương đương với một số những cái mẫu G-Shock Carbon, ví dụ như là GGB100 hay là GA2000, thì mẫu AW591BB này có một trọng lượng hoàn toàn tương tự và chúng ta có thể thoải mái trên tay trong suốt khoảng thời gian dài. Dạ vâng, và các bạn có thể thấy tiếp tục thì chúng ta sẽ có một cái phối màu Black Basic cho dòng AW591BB. Black Basic ở đây chúng ta sẽ có viền benzen ngoài này, ở phần phía trên này chúng ta sẽ có viền benzen được phủ lớp ion đen màu black này. Một những cái điểm mà như cái điểm mà các bạn có thể để ý là chúng ta sẽ có vỏ benzen này và dây của chúng ta được làm màu đen mờ. Và một cái này thì nó cũng là bình thường thôi, nhưng mà mình rất là thích cái sự chăm chút của Casio G-Shock ở trên các cái phần nút bấm này. Các bạn có thể thấy là cái phần nút bấm của chúng ta nó sẽ không phải là những cái phần thép không gì, màu bạc không, mà nó sẽ được phủ thêm cả lớp sơn màu đen bóng rất là đẹp và trông nó sẽ xịn chiếc đồng hồ rất là nhiều. Nó là một trong những cái điểm nhấn bóng bẩy nhưng nó rất là nhỏ để cho nó không bị quá bóng và nó sẽ không bị xước khi mà trong quá trình thời gian sử dụng lâu dài của các bạn đó. Tiếp tục thì chúng ta cũng sẽ có một cái phần khóa móc cài dây ở đây, chúng ta cũng sẽ được sơn màu đen bóng luôn. Nó sẽ đồng bộ với cả cái phần nút bấm này. Đây là cái phần mesh mà mình rất rất là thích trên chiếc AW591BB này. Tiếp tục thì chúng ta sẽ còn có cả màn hình LCD bị động với nền đen và text trắng. Ở đây thì chúng ta sẽ có đến 3 cái màn
ba cái màn số để giúp cho chúng ta xem các thông tin khác nhau. Và ở cái màn số ở về phía bên phải, ở vị trí 3 giờ thì chúng ta sẽ có thể đổi sang các cái thông số. Ví dụ như là thứ này, hôm nay là Tuesday này, hôm nay là 27 tháng 8 này, đây là ngày và tháng này, và đây là giờ số, đang là 6 giờ 35 PM. Và tại sao là các bạn có thể thấy là đồng hồ này nó đang nhanh hơn đồng hồ chúng ta 2 tiếng vì múi giờ mặc định. Mà khi mà xuất xưởng của tất cả những chiếc đồng hồ G-Shock và Casio nói chung thì đều là múi giờ Tokyo, và mình có sẽ kiểm tra cho các bạn xem và các bạn có thể thấy. Vâng, và toàn bộ những cái chiếc đồng hồ xuất xưởng thì luôn luôn để mặc định là múi giờ Tokyo, là quê hương, là thủ đô của Nhật Bản, là quê hương của chiếc đồng hồ Casio G-Shock. Vâng, và ở AW591BB này thì chắc là cũng không cần phải giới thiệu thêm về cái cách mà hướng dẫn sử dụng cho các bạn đi sốc fan nữa, vì các bạn cũng có thể rất là dễ dàng tìm kiếm những cái hướng dẫn sử dụng bằng video cũng như là bài viết mà Belo đã dàn dựng từ rất là lâu rồi ở trên YouTube cũng như là ở trên website belo.vn, rất là đầy đủ và rất trực quan rồi. Và nếu mà các bạn có bất kỳ một cái khó khăn gì trong quá trình sử dụng, hay là một cái thông số gì, một cái chức năng gì mà các bạn cần chỉnh, thì bạn có thể inbox lại cho Belo để chúng tôi thực hiện thêm những cái clip kỹ hơn để giúp cho các bạn nhanh chóng làm quen với chiếc đồng hồ G-Shock của mình. Và AW591 BB này thì một điểm là các bạn lưu ý là các bạn sẽ cần phải chỉnh kim giờ và kim phút riêng đó. Cái này thì nó cũng sẽ rất là dễ dàng chỉnh thôi, chúng ta chỉ cần chuyển đến cái chế độ handset và chúng ta truy cập vào nút adjust, và chúng ta dùng cái nút forward này để chúng ta xoay cái phần kim này. Và đây là một nó rất là linh hoạt để giúp cho các bạn G-Shock fan của chúng ta. Các bạn có sở thích là các bạn muốn chỉnh giờ kim nhanh hơn 5 phút chẳng hạn, nhanh hơn so với giờ số 5 phút, thì ở đây thì mẫu AW591 này nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu đó của các bạn, rất là hay đó. Và như bình thường thì chúng ta sẽ chờ đến khoảng kim nó quay đến khoảng giờ 4 giờ 36, và sau đó là chúng ta ấn nút forward và chúng ta xác nhận vào nút adjust đó. Và trong khuôn khổ clip livestream này thì mình xin phép được dừng nó luôn ở đây, và các bạn có thể đợi nó thêm để các bạn nó chuyển về đúng cái giờ số, và các bạn phanh lại bằng nút forward, dừng lại ở nút forward và các bạn xác nhận vào nút adjust, vậy là xong. Và các bạn ấn nút mode một cái là nó sẽ quay trở về cái chế độ xem giờ bình thường, và ở chế độ xem giờ này thì các bạn có thể thỏa sức đổi qua các cái thông số khác nhau, ví dụ là giờ số này, thứ này và ngày tháng. Vâng, và các cái tính năng chính của chiếc AW591BB của chúng ta, chúng ta sẽ có tính năng shock resist này, chống sốc này. Và tính năng chống sốc này đến từ cái cấu trúc vỏ rỗng độc quyền của Casio G-Shock trên thị trường. Cấu trúc vỏ rỗng này nó sẽ giúp giảm tối thiểu cái sự liên kết giữa vỏ của đồng hồ và thân máy, giúp do đó nó sẽ hấp thụ được cái lực va đập trong quá trình sử dụng hàng ngày của chúng ta. Chúng ta sẽ không phải lo lắng về đồng hồ của chúng ta nó sẽ bị vỡ khi chúng ta va đập mạnh nữa, và nó sẽ cực kỳ là bền. Và các bạn cũng có thể xem được rất là nhiều các cái video clip test ở trên YouTube, các bạn có thể thấy là Casio họ cho cả xe tải cán qua những chiếc đồng hồ Casio G-Shock và nó không gặp bất kỳ vấn đề gì hết luôn, thì cái độ chống sốc như là chống va đập và chống rung của Casio G-Shock có thể nói là rất là tuyệt vời. Và mọi chiếc đồng hồ G-Shock đều có khả năng chống nước ở mức 200m, 200m water resist, nó chính là cái khả năng chống nước ở mức các bạn có thể đi bơi, đi biển và thậm chí là đi lặn với bình dưỡng khí khi các bạn đi du lịch, các bạn xem san hô rất là thoải mái và không gặp bất kỳ một cái trục trặc hay là vấn đề gì. Tiếp tục thì chúng ta sẽ có cả auto backlight ở mẫu AW590 cũng như là 591 nói chung, thì đèn của chúng ta sẽ được trang bị ở vị trí khoảng 6:30 đó, và đèn led của chúng ta là đèn led nâu vàng rất là đẹp và rất là nổi bật trên cái tông ôm black và black basic như thế này. Và chúng ta cũng có thể kích hoạt cái chế độ đèn led tự động bằng cách giữ nút bật đèn trong khoảng 3-5 giây, và khi mà các bạn nghiêng cổ tay ở một góc 45 độ để các bạn xem giờ chẳng hạn đó, thì các bạn có thể thấy là đồng hồ của chúng ta nó sẽ tự động sáng lên mà chúng ta không cần phải ấn bất kỳ một cái nút gì nữa đó. Và để tắt nó đi, để tiết kiệm pin hơn, thì chúng ta sẽ giữ lại nút bật đèn. Các bạn có thể để ý là cái phần auto led ở đây nó sẽ tắt đi, thì chúng ta đã bỏ cái kích hoạt đèn tự động đi đó. Và khi mà các bạn có thể thấy nó sáng lên như này thì là chúng ta đang kích hoạt cái chế độ đèn led tự động. Và mình khuyến nghị các bạn là nếu mà các bạn không có nhu cầu sử dụng đèn led tự động thì các bạn hãy tắt đi để cho nó tối ưu được cái thời lượng sử dụng pin hơn. Vâng ạ. Và chiếc G-Shock AW591BB này, ở phần nắp lưng của chúng ta sẽ còn một số các thông tin khác, ví dụ là module máy là 4778 này,
dòng của nó là AW591BB, stainless steel back nó chính là cái nắp lưng bằng thép không gỉ này, Japan Movement nó chính là cái bộ máy đến từ Nhật Bản, và Case in Thailand được lắp ráp tại Thái Lan, và Waterresist 23 là chính là cái chống nước ở mức 23 tương đương với 200m, và có mức độ này thì các bạn có thể thoải mái sử dụng mà không gặp bất kỳ một cái trở ngại gì trong quá trình sử dụng cả. Ok, và chiếc AW591BB này đã tiếp tục được restock và đi kèm với cái chế độ bảo hành 5 năm tại Belo Lê Thái Tổ để cho các bạn có thể trực tiếp đến trải nghiệm cùng chúng tôi. Và chúng tôi ở ngay tại Belo Lê Thái Tổ số 46 Lê Thái Tổ, bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, một địa chỉ đẹp nhất Việt Nam hiện nay, kinh doanh đồng hồ G-Shock đã được 10 năm rồi. Đó, và có đầy đủ tất cả những cái phụ kiện của nhà sản xuất đang chờ đợi bạn khi mà các bạn đặt mua G-Shock tại Belo. Và ngoài ra thì chúng tôi sẽ kèm cho các bạn rất là nhiều các phần quà giá trị, ví dụ như là thẻ Belo VIP để giúp cho các bạn được giảm 15% trong các lần mua hàng tiếp theo này, thẻ thay pin G-Shock miễn phí trọn đời. Đó, và giúp cho các bạn không phải lo lắng về đồng hồ chúng ta sau khi chúng ta hết pin nữa. Và thời lượng pin của Casio G-Shock AW591BB được hãng công bố là 3 năm, nhưng thực tế sử dụng chúng ta sẽ dùng được khoảng 4 đến 5 năm chúng ta mới phải thay pin cho mẫu AW591BB này. Và đây sẽ là một mẫu rất là giá trị cho các bạn G-Shock fan có cổ tay nhỏ. Chúng ta sẽ có một cái chiếc G-Shock có kích cỡ rất là vừa phải và có kim dạ quang, giúp cho các bạn thoải mái đeo và xem giờ trong bóng tối rất là dễ dàng. Và kết hợp giữa cái thẻ thay pin G-Shock miễn phí trọn đời này và cái chế độ bảo hành 5 năm trên toàn quốc của Casio G-Shock tại Việt Nam, thì chúng ta có thể nói là không còn điều gì phải lăn tăn khi mà đặt mua G-Shock tại Belo nữa. Với chúng ta sẽ còn có cả cái tem vàng chống giả này, giúp cho chúng ta không bao giờ phải lo lắng là đây sẽ là hàng thật hay hàng giả. Ở đây không đây không chỉ có là hàng thật mà nó là còn là hàng phân phối chính thức tại Việt Nam. Và khi và chỉ khi được phân phối chính thức tại Việt Nam thì các bạn mới được nhận cái thẻ bảo hành có giá trị là 5 năm trên toàn quốc. Vâng, và cuối cùng thì Belo sẽ còn những chiếc vòng đeo tay G-Shock Belo cực kỳ chrome như thế này để dành tặng cho các bạn G-Shock fan yêu quý của mình. Đó, và chúng tôi có rất là nhiều các màu vòng G-Shock để cho các bạn có thể thỏa sức lựa chọn của chúng tôi. Và các bạn chỉ cần inbox lại cho các bạn nhân viên chăm sóc khách hàng của Belo để chúng tôi có thể chọn đúng được cái màu vòng mà các bạn yêu thích, và chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng đầy đủ và chính xác những cái màu vòng mà các bạn yêu cầu. Ok, một chút những cái thông tin về chiếc AW591BB, một phối màu Black Basic dành cho cổ tay nhỏ rất là tuyệt vời, đã được restock lại trực tiếp tại Belo Lê Thái Tổ kèm với chế độ bảo hành 5 năm. Rất là giá trị và rất là tuyệt vời cho các bạn G-Shock fan của Belo cũng như là các bạn G-Shock fan trên cả nước. Dạ vâng, và rất là cảm ơn sự theo dõi của các bạn G-Shock fan trong clip ngày hôm nay, và rất mong sớm được gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Ok, và các bạn có bất kỳ một cái thông tin gì, những cái thắc mắc gì mà cần Belo hỗ trợ thì các bạn hãy inbox lại cho chúng tôi ngay nha. Chúng tôi sẽ tổng hợp và giới thiệu đến các bạn trong những cái video clip tiếp theo. Ok, rất là cảm ơn sự ủng hộ của các bạn và xin chào và hẹn gặp lại.